Nên người ta đi tắm biển đông dữ không? Mà người ta xuống biển anh thấy người ta phải mặc cái áo chống lặn không à, thấy không? Dân nó đi surf nhiều. Không phải ta đi tắm biển em ơi, toàn tự surf không à. Thấy không? Còn như mặc áo đen mà quay cái cảnh đấy thôi. Cái cảnh gì đó mới thấy. Bãi biển Mỹ toàn là tụi mà đi chợt nước thôi. Chứ người ta không có tắm được tại bãi biển nó lặn quá. Người ta xuống dưới người ta chơi, người ta đứng gần biển thôi chứ không có xuống sắm nổi. Thành ra đó là một sự thất bại của bãi biển Mỹ rồi, thấy không? Toàn là tự xốp không à? Mặc áo đen không rồi, thấy không? Dạ. Người ta cũng tới chơi, người ta chỉ đứng ở trên chơi volleyball, chơi gì thôi. Ra nói là cái sự giải trí mà ra bãi biển của Mỹ nó thua Việt Nam dữ lắm. Dạ. Không hiểu sao vậy. Xe nữa là kẹt xe. Anh ta đi kìa, phải biển kìa. Tunnel còn mai rưỡi nữa tới chỗ. Ở đây họ thèm biển quá không? Lạnh vậy không đứng ra đứng đứng thôi, đâu có tắm được.